để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài ba của miền Nam Việt Nam, Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu Paris by Night 125 với chủ đề Chiều mưa biên giới, nhằm giới thiệu kho tàng âm nhạc phong phú mà cố nhạc sĩ, đại tá quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Đông đã để lại cho chúng ta. Những tác phẩm một thời vang bóng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chắc chắn sẽ gợi lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm và còn nhiều khám phá mới lạ khác được gói ghém trong cuốn DVD này. Paris by Night 125 Chiều mưa biên giới phát hành vào cuối tháng 7 2018. Quý vị muốn có DVD đặc sắc nhiều kỷ niệm này, xin liên lạc các đại lý và trung tâm Thúy Nga. Mua online xin vào thuynga.shop.com. Xem digital online xin vào thuynga.com. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời.